Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Năm ngày 9 tháng 4 2020. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có phỏng vấn đặc biệt với nhà bình luận gia Đại Dương tìm hiểu về tác động của COVID-19 đối với Đông Nam Á. Chương trình do Võ Thành Nhân thực hiện. Để mở đầu, Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi phần 1. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được trở lại với lại ông Đại Dương, một trong những nhà bình luận gia ở tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Và hôm nay thì chúng tôi trở lại với một cái đề tài tương đối rất là quan trọng trong vấn đề Biển Đông, cũng giống như một số vấn đề có liên quan tới vấn đề Việt Nam, Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết, xin được kính chào ông Đại Dương. Chào anh Võ Thành Nhân. Dạ. Khi mà chúng ta thấy cái nạn dịch đang hoành hành khắp nơi trên thế giới thì Trung Cộng không bao giờ từ bỏ bất cứ một cơ hội nhỏ, cơ hội lớn nào để mà thi hành những cái người ta gọi là những cái sự bành trướng của họ. Thì ông có thể cho biết cụ thể là khi mà Vũ Hán bắt đầu lan tràn, hoành hành khắp thế giới thì Bắc Kinh cho xây 2 trạm nghiên cứu sinh học trên 2 đảo nhân tạo là Chữ Thập và Su Bi trong nhóm đảo của Trường Sa. Thì trong khi mà chưa có phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế xác định. Kính thưa ông ghi nhận điều này như thế nào vậy thưa ông? Kính thưa quý vị và thưa anh Nhân, vấn đề như cái là hai cái trạm như anh Nhân vừa nói đó, thì nó có tên đầy đủ là trạm nghiên cứu đảo và đá ngầm. Nó là một cái chi nhánh mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Đảo và Đá Ngầm đặt trên đá Bình Khăn, tức đá Bình Khăn ở gần Phi Luật Tân. Trước kia do Phi Luật Tân chiếm đóng và bị phía Trung Quốc lấy thì từ trước rồi. Và họ đã, bây giờ cái, ở Đá Bình Khăn là nó trực thuộc của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc. Nghĩa là hai cái trạm kia cũng là nằm trong cái viện thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học. Họ làm cái đó để làm gì? Họ nói rằng để cho các khoa học gia sống và nghiên cứu thực địa. Điều này nhấn mạnh cho chúng ta thấy, đó, đất nước của tôi này, bây giờ tôi thiết lập cái cơ quan nghiên cứu khoa học này, đó là của tôi đó mà. Đó là cái hậu ý của nhà họ như vậy. Rồi cái việc tôi nghiên cứu sinh thái, địa lý, môi trường, cung cấp các sản phẩm dịch vụ khoa học và công nghệ biển cho Trung Quốc và các nước duyên hải trên biển Nam Trung Hoa, đó là cái điều tất nhiên hay rồi, có cái gì mà phản đối. Như vậy, chứ mà nhìn sâu vào chúng ta thấy cái gì, thì Bắc Kinh nhân cái lúc mà thế giới xáo trộn vì COVID-19 thì họ làm như vậy để họ củng cố thêm cái yêu sách chủ quyền. Yêu sách chủ quyền khác với chủ quyền. Chủ quyền thì phải được Tòa án Quốc tế, Tòa án Công lý Quốc tế xác nhận. Còn cái quyền chủ quyền thì cái tuyên bố chủ quyền là tự các nước đã nói mà thôi. Ví dụ như ở Trung Cộng cũng như là các nước Đông Nam Á, họ tuyên bố cái này thuộc chủ quyền của tôi, chứ anh cái đó sai, không có đúng với cái Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Đó, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 nói rất rõ cái đó, anh chưa có cái đảo nào mà gọi là khai đảo hoặc là vị trí nào nó gọi là chủ quyền của anh. Thí dụ như khi nói chủ quyền Việt Nam là không ai chối cãi được, nhưng mà nếu anh nói chủ quyền của cái đảo đó là người ta cãi. Người ta bảo anh có chủ quyền đâu, anh mới tuyên bố cái đó của anh thôi. Cho nên tàu nó nói nó đó, rồi Đài Loan cũng nói cái đó của tôi, đó là tuyên bố chủ quyền. Và bây giờ như vậy, tức là lợi dụng cái lúc xáo trộn này thì anh tạo ra cái điều kiện như vậy để mà làm đưa đó. Thì việc này đã xảy ra năm 2014, thì Trung Cộng đưa một cái giàn khoan nước sâu đi vào với cả hàng trăm tàu đủ loại để yểm trợ vào trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Thì người ta đổ xô dư luận, đổ xô bàn cãi chuyện đó, trong khi một mặt thì Bắc Kinh đã xây 7 cái đảo nhân tạo ở tại đó. Thì bây giờ cũng chơi cái trò như vậy, giờ anh lộn xộn, bây giờ tôi làm cái đó, đặt cái cơ quan đó là xong rồi, ok, xong rồi. Cái thứ hai là gì? Theo ý tôi á, thì họ đang chuẩn bị để mà thiết lập cái nhận diện phòng không. Tại sao có thể nói vậy? Bây giờ hai cái trạm nghiên cứu nói rằng nghiên cứu về cứu nạn ngầm, nhưng mà ai có cấm họ làm cái nhiệm vụ tình báo, làm cái nhiệm vụ nghiên cứu tình hình? Rồi như vậy cái kế tiếp thì họ sẽ tuyên bố cái vùng nhận dạng phòng không trên biển Nam Trung Hoa. Và chúng ta nhớ rằng trước đây họ đã
thiết lập cái vùng nhận dạng phòng không ở tại biển Đông Trung Hoa, tức là vùng Nhật Bản và Đài Loan, Đại Hàn. Thì như vậy đã bị chống đối nhưng mà đã thành sự thật rồi. Nhưng mà bên này khi đến tới cái phần biển Nam Trung Hoa thì phía Hoa Kỳ chống đối một cách quyết liệt, đặc biệt là khi ông Trump lên cầm quyền, thì nhất định là ngăn chặn cái điều đó. Cho nên họ không làm được, họ cứ chuẩn bị đi. Khi nào nếu Hoa Kỳ sở hở có điều kiện nào, họ lại nhảy là tuyên bố họ nhận cái đó là vùng đặc quyền kinh tế, nghĩa là đặt mục sư đã rồi. Hoặc là anh đánh tôi, hoặc là anh chấp nhận, thì chắc chắn là cái chuyện đánh là một vấn đề, một câu hỏi rất là lớn. Cho nên cuối cùng là họ kiểm soát được cho anh. Dạ, xin để mà hỏi thêm đó là cái vấn đề mà nhiệm vụ về vấn đề tình báo của Trung Cộng đó, họ có thể thực hiện được trong cái lúc này á, là những cái tình báo đó nó có ảnh hưởng như thế nào đối với lại Biển Đông của Việt Nam, riêng về Việt Nam đó, dạ thưa ông? Thì họ em bây giờ là không phải riêng Việt Nam, mà họ biết bao nhiêu tàu đến đó, họ nghiên cứu tình hình, họ biết bao nhiêu tàu mới bay qua, làm cái gì, hoạt động những cái gì. Tất cả nếu họ ở bên Bắc Kinh, họ ở xa, họ không thể có một cái cách nào để họ giám sát cách chặt chẽ. Thì đây là một cách tập dượt, cách giám sát. Như vậy khi họ lập cái vùng nhận diện phòng không rồi đó, họ sẽ giám sát rất kỹ tất cả tàu bè đi lại, cũng như mấy phi cơ đi lên đó, họ đều giám sát được. Họ bắt buộc vào đó thì phải báo cáo với họ. Báo cáo họ có nghĩa là công nhận đó là cái chủ quyền của họ rồi. Đó là cái thâm ý của Bắc Kinh, thưa anh. Như vậy vấn đề tàu ngầm của họ và vấn đề tình báo nó có đi song song với nhau không, dạ thưa ông? À, thưa anh, có chứ. Bởi vì cái vấn đề mà tàu ngầm á, là cả một vấn đề khó khăn để mà tìm kiếm đó. Nó đi ở dưới nước sâu, dưới nước là một điều khó khăn. Cho nên Trung Cộng họ đã bắt đầu họ tập dượt làm thế nào để săn tàu ngầm. Họ nói bây giờ trước kia một chiếc phi cơ săn ngầm á, thì nó không hữu hiệu. Bây giờ hai chiếc song hành với nhau thì như vậy nó sẽ làm cái chuyện săn ngầm chắc chắn hơn. Đó là họ đang tập dượt ở trên Biển Đông, thưa anh. Dạ. Và khi mà chúng ta thấy cái vấn đề mà Cộng sản Việt Nam nó có những cái tàu ngầm đó, những cái tàu ngầm của Cộng sản Việt Nam đâu có so sánh gì với lại tàu ngầm của Trung Cộng vậy, thưa ông? À, thưa anh, điều đó đúng. Bởi vì cái điều đó là họ thu hai điểm. Một á, là những tàu ngầm loại mà Việt Nam mua nó đã cũ rồi, của thế kỷ trước rồi, của không phải thế kỷ trước rồi quá, nhưng mà kể cả mấy chục năm vừa trước rồi. Thì bây giờ người ta mới bán cho, Nga mới bán cho. Và còn Trung Cộng là những cái chiếc mới, thứ nhất. Thứ hai là của Trung Cộng hiện nay có một số các cái tàu ngầm nguyên tử. Nghĩa là nó có thể lặn sâu hơn, anh khó tìm kiếm nó hơn, rồi nó có những cái vũ khí trang bị là tối tân hơn. Thì đối với cái anh mà của Việt Nam đang có chẳng hạn, nó là có trang bị những vũ khí tầm thường thôi. Còn bây giờ nó trang bị những cái loại vũ khí rất tối tân. Như vậy đó là cái phía Việt Nam. Tuy có tàu ngầm, nhưng mà thưa anh, theo tôi thì đối diện với Trung Cộng thì vẫn thua xa, thưa anh. Yeah. Xin được cảm ơn bình luận đại dương trong phần 1 của chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Bích Phượng cứ mời quý vị tiếp tục theo dõi phỏng vấn đặc biệt với bình luận gia đại dương do Võ Thành Nhân thực hiện. Và như thế thì theo ông, cái cộng đồng của khối ASEAN, đặc biệt là các quốc gia mà Duyên Hải Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines, Mã Lai Á, Indonesia, Brunei thì nó đã phản ứng như thế nào rồi hay là chưa có phản ứng vậy, thưa ông? Thưa anh, thì tôi theo dõi, tôi thấy họ không có quan tâm về cái âm mưu của Bắc Kinh về cái trạm nghiên cứu. Họ cứ nghe ôi đó là một cái trạm làm để nghiên cứu khoa học thôi mà còn có lợi cho mình. Nhưng mà thưa anh, như điều tôi nói, chúng ta phải nhìn đó không phải là một cái điều đơn giản mà là cái âm mưu lâu dài. Cho nên Cộng sản Việt Nam vẫn còn nhầm lẫn về tuyên bố chủ quyền và quyền chủ quyền. À, cho nên mình cứ gọi rằng quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, tôi cho rằng cái cách gọi sai, nó sai so với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Mà chúng ta nói chuyện quốc tế thì chúng ta phải dựa vào cái công ước của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam cũng như Trung Cộng và các nước Đông Nam Á đều ký vào cái lời đó, trong khi Hoa Kỳ không ký. Nhưng mà Hoa Kỳ lại thi hành, chứ không ký. À, còn các nơi ký vào Quốc hội phê chuẩn rồi. Cho nên
chúng ta gọi như sai, làm sai nó có tác hại như thế nào. Chỉ khi ta nói quần đảo thì nói quần đảo có nghĩa là cái quần đảo đó nó có cái quyền, có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý cách bờ và thêm cái thềm lục địa nếu tính được tôi nói cầu nó nếu tính được thì cho tới 350 hải lý, là một cái vùng nước rất là rộng lớn. Thì như vậy nếu mà anh chấp nhận Hoàng Sa là một cái quần đảo thì nó nói anh chấp nhận thì bây giờ tôi vẽ cái đường baseline, cái đường căn bản, thì từ đó tôi tính ra 200 hải lý nữa là của tôi, thì tức là nó chiếm hết nước Việt Nam rồi còn gì nữa, chiếm hết cái vùng biển Việt Nam rồi. Đó là chúng ta lưu ý, tôn trọng nó sẽ làm như vậy. Nếu mà anh không ấy thì mình phải sử dụng tất cả những cái danh từ mà đã đề cập ở trong cái công ước Liên Hợp Quốc về luật biển thì mình mới có thể tranh cãi với nó được. Còn nếu bây giờ anh công nhận đó là quần đảo thì nó quần đảo là tôi phải có 200 đó, tại sao nó lấy lý do đó mà đã lấy về cái đường lưỡi bò, đó là cái nguy hiểm. Bây giờ chúng ta xem Việt Nam thì anh ta bây giờ đang làm chủ tịch đầu tiên, nghĩa là cái chức chủ tịch luân phiên cộng đồng kinh tế ASEAN, tức là nói ngắn là ASEAN, thì 10 năm mới có một lần, là bây giờ năm 2020 thì Việt Nam khoái quá là luôn xong. Nhưng bây giờ virus này nó làm cho nên anh có hoạt động gì đâu, thì tôi nghĩ là okay, cuối cùng Việt Nam lại rơi vào trường hợp là bằng không. Bây giờ còn ông Phi Lục Tân thì sao? Ông Tổng thống Duterte của Việt Tân thì ông muốn lệ thuộc Trung Quốc dựa vào hai điểm này. Khi mà gặp ông Tập Cận Bình thì ông Duterte nói cái nguyện vọng của tôi là muốn thành một tỉnh với Trung Quốc. Thì tôi không biết tại sao mà người Phi Lục Tân người ta để yên được thì chưa biết. Vì rồi mới đây thì ông ta cảnh báo sẽ ngưng thỏa thuận luân phiên binh sĩ Mỹ. Nghĩa là cái đây là một cái thỏa thuận trước đây nhiều năm, là mỗi lần hai bên tập dược với nhau thì Mỹ phải chuyển vũ khí và tàu bè đến đó. Thì bây giờ nếu không cho binh sĩ Mỹ đến thì binh sĩ ở đâu rồi làm sao lập? Nhưng mà bây giờ đang còn chưa còn trong thời gian. Thì ông Trump nghe nói với ông ok như vậy thì chúng tôi khỏi tốn tiền, bởi vì anh biết từ trước này Phi Lục Tân trong vùng Đông Nam Á, Phi Lục Tân là nhận tiền tài trợ của Hoa Kỳ nhiều nhất, không có nước nào bằng hết. Nhưng mà anh không mạnh là tại vì anh, bởi vì Phi Lục Tân bây giờ là nước có nền quân sự yếu nhất trong số các nước đó. Tại vì anh không lo, anh lấy chuyện làm gì không biết. Nhưng mà cái nền, vì anh dựa vào Hoa Kỳ lâu rồi, anh nghĩ rằng tôi có cái ước về phòng thủ Âu Tương năm 1951, thì bây giờ anh phải bảo vệ tôi, bảo vệ tôi mà anh để sau anh đâm sau lưng tôi thì liệu tôi bảo vệ không? Thành nghe câu nói ông Trump người ta bắt đầu người ta chửi. Nhưng mà tôi thấy rằng nói đúng, bởi vì không lẽ anh cứ bắt tôi lo cho anh hoài mà anh không lo. Anh muốn đi với Trung Cộng thì anh đi. Còn tôi đâu cần anh. Thì đó là một câu chuyện mình nói ngang ngang mà nghe. Bây giờ, chưa chắc là ông kia, ông đi thực tiễn ta làm. Nhưng mà vậy là ông đã đồng ý khai thác tài nguyên thiên nhiên trên biển Nam Trung Hoa với lại Trung Cộng. Thì tôi thấy cái này, tay làm cái tay nghĩa là xấu xa, trong tay một cái tay tàu lao. Lý do gì? Anh không lấy được tài nguyên, bởi vì Trung Cộng nó không cho anh khai thác. Nhưng bây giờ nếu cho khai thác thì Trung Cộng nếu mà nó khai thác trong cái vùng của Việt Nam thì anh cũng hưởng tới đỉnh. Vậy là cái đó cái lưu manh đợi này. Tôi thấy anh này lưu manh lắm, mà chắc tôi nghĩ rằng trong tương lai không khá xa đâu thì cái nền xáo trộn về chính trị ở phía rằng nó sẽ xảy ra đó. Còn Indonesia trước đây ông ta là cái nước đông dân cư nhất, gần 300 triệu người, đông nhất trong Đông Nam Á. Thì ông ta nghĩ rằng tôi là nước lớn, tôi muốn nói thẳng với Trung Quốc nhưng mà nó hoài không được. Bây giờ bắt đầu trở lại, nghĩa là bây giờ ông tăng cường hợp tác với Úc Đại Lợi, với Hoa Kỳ. Trước đây thì Indonesia là lệ thuộc vào vũ khí của Nga và Tàu, nhưng bây giờ đã bắt đầu xin mua vũ khí Hoa Kỳ, kể cả phi cơ, tiêm kích cơ, tiêm kích cơ tàng hình của Hoa Kỳ, tức là F-35 đó. Thì nhưng mà hai bên còn thảo luận chưa biết là ông đó có đủ khả năng để mà sử dụng cái loại phi cơ đó hay không. Còn ông Tân Gia Ba sao? Tân Gia Ba là khôn nhất, từ trước thì có ôm chặt Hoa Kỳ thôi.
cái ông chặt Hoa Kỳ à, còn đối với nói đến châu Âu đó, Tân Gia Ba không có ông chặt đâu, ông chặt Hoa Kỳ. Cho nên họ bây giờ là một nước, họ cái GDP của họ chỉ có thua Mỹ thôi. Thành ra thấy nó ghê gớm lắm, mà họ sống sướng lắm. Nhưng mà họ bây giờ là gì, ông mướn đất của Úc Đại Lợi để tập trận. Bởi vì đất trong đó không có nước, có đất nước đâu tập trận. Gửi quân dân đó mua hẳn, mướn hẳn một cái vùng đất của Úc Đại Lợi để tập trận ở đó, tập trận quân sự ở đó. Ta nói về Mã Lai Á chẳng hạn, thì ông Mahathir Mohamad nổi tiếng độ 2 năm về trước, thì bây giờ tự nhiên ông tuyên bố rằng ông nguyên sang với Trung Quốc để mà xây các cái hợp đồng kinh tế với Trung Quốc trở lại. Trước khi ông bác bỏ bây giờ làm, rồi tự nhiên ông đòi ông Tổng thống Donald Trump từ chức, cho nên người ta lật đổ. Và ông đi ra đi rồi, một ông khác đây là chức thủ tướng rồi. Còn ông Brunei thì sao, ông có bé tí xíu rồi, có 400, có chưa tới 500 triệu người. Xin lỗi, 500 ngàn người. Nhưng mà ông là giàu lắm, lý do là ông có gì khí đốt, rồi dầu hỏa, và thường là có cái quan hệ chặt chẽ với Anh Quốc. Bây giờ đã đồng ý cho Anh Quốc thiết lập cái căn cứ quân sự ở đó là để đương đầu với Trung Cộng đó, và cũng như để bảo vệ Brunei. Còn ASEAN thì sao? ASEAN là làm giá với Hoa Kỳ. Nếu mà làm giá với Hoa Kỳ, tôi cho rằng đó là một cái tác hại gây gớm. Theo tôi nên bắt chước Nhật Bản, Đài Loan, Đại Hàn. Bởi vì họ không bao giờ để như Nhật Bản, Đại Hàn, bây giờ Mỹ có rút quân họ cũng lại ở lại thôi. Không bao giờ họ cho rút, bởi vì đó là cái nền an ninh của họ và phát triển của họ. Nhờ quân đội Hoa Kỳ đóng ở đó mà Trung Cộng không dám đụng tới. Mà là họ có phát triển, họ được chuyển giao kỹ thuật, hai bên thảo luận với nhau. Thành bây giờ thấy Nhật Bản và Đại Hàn là những nước phát triển kinh khủng. Còn Đài Loan bây giờ hiện nay là sao? Là Hoa Kỳ đang bắt đầu thiết lập, lần lần thiết lập cái hệ thống ngoại giao để công nhận như là một nước. Thì các cái nước hoàn toàn như vậy. Tại sao họ giàu hơn các nước Đông Nam Á? Họ phát triển hơn vì rằng họ biết ôm chân vào ai, dựa vào ai, đồng minh với ai. Còn các nước ASEAN nghĩ rằng Mỹ cần tôi, chứ tôi không cần này. Sai rồi. Nếu anh vậy thì anh sẽ lọt vào tay Trung Cộng thưa anh. Dạ. Như vậy là phản ứng của Tây Phương, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã phản ứng như thế nào nhằm đối phó với lại cái tham vọng bành trướng của Trung Cộng vậy thưa ông? Trong thời này thì chúng ta thấy rõ ràng Hoa Kỳ có tuyên bố giảm bớt các hoạt động huấn luyện ở trên biển Nam Trung Hoa. Nhưng mà thực sự nhìn kỹ thì họ vẫn giữ cái ưu thế tuyệt đối ở tại biển Nam Trung Hoa. Nhờ vào gì? Nhờ vào cái lực lượng không gian mới thành lập đây. Mà lực lượng không gian có nghĩa là họ có thể tấn công bất cứ nơi đâu. Và có thể diệt ngưng cái hệ thống liên lạc của các nước khác. Nếu mà họ nắm được cái thế đó thì nói thật là anh có súng anh cũng không bắn được, mà anh có tàu anh cũng đi lạc hướng, anh có máy bay anh cũng bay trật lớn trật quốc hết. Đó là những cái vấn đề mà trong tương lai sẽ xảy ra. Bây giờ Bắc Kinh thì ráng khoe tàu ngầm tự hành hàng rùi. Tôi nói hàng rùi là bởi vì anh không thể nào thả thứ lôi được. Anh không thể thả mình trên biển được. Anh chỉ làm công tác tình báo không. Trong khi đó thì Hoa Kỳ là có loại tiền thủy định lớn, có thể đi cả hàng 6.000 hải lý. Cái hoạt động của họ có thể đi tới 6.000 hải lý, anh kinh khủng lắm. Họ có khả năng tác chiến, họ có thể tác chiến giống như một cái tiền thủy định thường. Rồi họ có làm công tác tình báo, rồi họ đặt mình, rồi họ chống tàu ngầm địch đủ thứ hết. Thì đó, anh có đó, anh đúng, anh có tàu ngầm không người lái, gọi là tàu ngầm tự hành. Nhưng mà anh không thể nào anh đương đầu với cái tàu ngầm tự hành kia được. Vì cái thứ hai là cái quân lục chiến Mỹ từ trước nay là do tàu chiến chở đi tới đồ yểm trợ hải pháo, yểm trợ phi cơ, họ mới tấn công lên bờ. Nhưng bây giờ khác, họ sẽ thành lập những cái trung đoàn thủy quân lục chiến duyên hải. Nghĩa là họ lên duyên hải, họ đóng ở trên đó. Rồi họ trang bị qua chiến dịch hạm từ các đảo nhỏ, các tiền đồn ven biển. Thì như vậy có phải là các tàu đó không phải là đương đầu với cái tàu chiến ở tàu biển nữa, mà anh cũng phải đương đầu ở trên các đồn nữa. Và chúng ta nhớ rằng hỏa tiễn trên chiến hạm nó rất hạn chế, mỗi cái 24 hỏa tiễn hay là ít nhiều. Nhưng mà nếu mà hỏa tiễn mà đồn trú nhiều ở trên bờ thì bao nhiêu cũng được.
đó thì coi như không những ngăn chặn cái chiến hạm mà còn còn có thể tấn công vào vào Hoa Lực nữa. Vì sao? Vì nó có rất nhiều vũ khí, có rất nhiều họa tiễn có thể tấn công, và đặc biệt họ đang yêu cầu cung cấp cái họa tiễn hành trình Tomahawk. Tomahawk là cái họa tiễn hành trình ở trên biển để diệt các tàu chiến hạm, thì nó rất hữu hiệu và cái tầm bắn nó 900 dặm. Thì như thế, bây giờ nếu mà chuyển sang để nó có sử dụng trên bờ được, trước kia chưa làm, bây giờ sẽ từ trên bờ thì các ông sử dụng chiến, ông ở trên bờ này, ở các đầu ven biển này, rồi ở các đảo nhỏ này, ông bắn vào Trung Cộng này ra. Và bây giờ, sau khi mà Hoa Kỳ đã bỏ cái hiệp ước với hạn chế về vũ khí, về hỏa tiễn tầm trung đối với Nga rồi, thì bây giờ họ có khả năng là bắn thẳng vào Trung Cộng. Và nghĩa là tất cả xung quanh những đảo như gì mà họ của Trung Quốc Dương họ đóng á, họ có thể đánh thẳng vào trong đất liền của Trung Cộng, chứ không phải là ở trên biển không mà thôi. Bây giờ các quốc gia duyên hải Đông Nam Á nên ý thức một điều, họ cần Hoa Kỳ hơn là Mỹ cần họ. Mà họ đừng có tưởng rằng Mỹ cần họ không đâu. Nếu chúng ta nghiên cứu cái Thế chiến thứ hai, chúng ta thấy rằng Mỹ không cần họ đâu. Mỹ sẽ làm một mình đó mà ăn thiệt họ thôi. Anh đứng về Mỹ, phía Mỹ anh ít thiệt thòi. Anh đứng về phía Nhật Bản hoặc là phía Đức anh thiệt thòi rất là nhiều. Đó là một cái bài học mà tôi nghĩ rằng các nước Đông Nam Á phải hiểu và phải hợp tác với Mỹ, phải níu chân Mỹ thì họ mới có thể đứng vững được thế anh. Xin được cảm ơn thời gian của bình luận gia Đại Dương rất là nhiều cho cái chương trình ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại ông vào kỳ tới. Xin được cảm ơn ông. Cảm ơn ông, bye bye. Yeah. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạt Thành Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.